Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có thể một số thành phần đầu tiên của sự sống đã được mang đến trái đất trên một thiên thạch. Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tất cả 5 khối cấu trúc cơ bản của DNA đã được tìm thấy trong các thiên thạch. Nói rõ hơn, không phải DNA đã được tìm thấy trên một tảng đá từ ngoài không gian. Thay vào đó, kết quả là từng hợp chất trong số 5 hợp chất cơ bản tạo nên DNA và RNA, được gọi là nucleobase, đã được tìm thấy trong các mẫu thiên thạch. Trước đây, chỉ có 3 nucleobase này được tìm thấy trên thiên thạch, nhưng nghiên cứu gần đây đã xác định được 2 nucleobase cuối cùng. Một trong những tác giả, Danny Glavin của Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA, cho biết giờ đây, chúng tôi có bằng chứng cho thấy bộ hạt nhân hoàn chỉnh được sử dụng trong cuộc sống ngày nay có thể đã có trên trái đất khi sự sống xuất hiện. Hai nucleobase nổi bật là cytosine và thymine. Chúng khó xác định hơn 3 nucleobase khác adenine, guanine và uraso vì chúng có cấu trúc tinh vi hơn, dễ bị phá vỡ bởi quá trình thu thập và phân tích mẫu. NASA mô tả phương pháp phân tích truyền thống của những mẫu này là pha trà thiên thạch. Trong đó các mẫu nhỏ từ thiên thạch được đưa vào chất lỏng nóng để các mẫu được chiết xuất và dung dịch nước có thể được nghiên cứu. Glavin giải thích, chúng tôi nghiên cứu những chất chiết xuất từ nước này vì chúng chứa những thứ tốt, những phân tử hữu cơ cổ xưa có thể là những khối xây dựng quan trọng cho nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Nhưng hai nucleobase còn lại cần một phương pháp cẩn thận hơn để xác định, sử dụng nước mát và quy trình phân tích nhạy hơn. Nhóm này đã quản lý một kỹ thuật giống như pha lạnh hơn là trà nóng và có thể tạo ra các hợp chất tinh vi hơn, một đồng tác giả khác, Jason Dworkin giải thích. Tôi rất ngạc nhiên vì họ đã nhìn thấy cytosine, một chất rất mỏng manh. Liệu các thành phần của sự sống có thực sự đến trái đất trên một thiên thạch hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Sự sống cũng có thể phát triển từ món súp nguyên thủy của một hành tinh rất trẻ trái đất từ sự tương tác của các hợp chất hữu cơ. Nhưng nghiên cứu này mở ra nhiều khả năng hơn cho các nghiên cứu trong tương lai về chủ đề này. Điều này ngày càng thêm nhiều mảnh, các thiên thạch đã được tìm thấy có đường và bazơ hiện nay. Dworkin nói, thật thú vị khi thấy sự tiến bộ trong việc tạo ra các phân tử cơ bản của sinh học từ không gian. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!